Một lần nữa chúng ta thử gọi lại hàm thông tin ảnh các đối số lần lượt là 15, 10, vô. Kết quả sau khi gọi hàm sẽ là, chúng ta đã biết thì đối số đầu tiên là 15 sẽ tương ứng với tham số thứ nhất là chiều dài. Đối số thứ hai là 10 sẽ tương ứng với tham số thứ hai là chiều rộng. Và đối số thứ ba sẽ tương ứng với tham số thứ ba là màu sắc. Vậy khi chúng ta gọi hàm, máy tính thực thi các lệnh cho định nghĩa hàm và in ra kết quả chiều dài ảnh bằng 15 cm, chiều rộng ảnh bằng 10 cm. Đây là ảnh đen trắng. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thực hiện một lời gọi hàm khác nhưng chỉ đổi chỗ 15 và 10 trong lời gọi hàm trên? Ví dụ thông tin ảnh 10, 15, vô. Rõ ràng trường hợp này thì 10 sẽ tương ứng với tham số chiều dài, 15 sẽ tương ứng với tham số chiều rộng. Và khi so sánh với lời gọi hàm trước thì do sự thay đổi thứ tự của hai đối số đầu tiên nên chúng ta sẽ nhận được kết quả chiều dài ảnh bằng 10 cm, chiều rộng ảnh bằng 15 cm. Đây là ảnh đen trắng. Qua ví dụ thì chúng ta có thể thấy rằng khi gọi một hàm nhiều tham số thì thứ tự của các đối số thực sự là rất quan trọng. Ví dụ bạn gọi hàm thông tin ảnh 10 vô 15 thì chương trình sẽ báo lỗi vì tham số thứ hai được khai báo là kiểu in, trong khi bạn lại nhập vào giá trị là kiểu boolean. Tham số thứ ba là kiểu boolean nhưng bạn đã nhập vào giá trị kiểu in. Do đó lời gọi hàm này sẽ không được thực thi. Vậy nên hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng nhiều tham số cần xác định đúng thứ tự và kiểu của các tham số khi gọi hàm.